Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đông Ben Mỹ Đình, tọa lạc tại Sân Vận Động Mỹ Đình. Hôm nay Đông Ben Mỹ Đình sẽ xin giới thiệu đến cho các bạn một sản phẩm, một chiếc xe van trọng tải là 950kg, có một cái thiết kế cực kỳ bắt mắt. Xin trân trọng giới thiệu BMW X30 phiên bản cao cấp của nhà máy Đông Ben. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn cái sản phẩm này. Đây các bạn nhìn này, đây toàn bộ là dán đề can. Đây là cái sản phẩm Đông Ben phiên bản 2019 thôi, hiện tại đã có phiên bản 2020 rồi, nhưng mình vẫn giới thiệu đến phiên bản 2019. Nó được dán đề can nhá, không phải sơn. Là tại sao lại có thể dán được như thế này? Thì trong video này mình sẽ cùng với các bạn sẽ đi tìm hiểu. Trước tiên này, chiếc Đông Ben X30 phiên bản 2 chỗ rất quen thuộc rồi. Đấy, vẫn có một cái ngoại thất, vẫn có một cái thiết kế quen thuộc giống tất cả những chiếc xe khác. Chúng ta có cái logo X30 rất là to đằng sau như này. Hệ thống đèn hậu này, đèn xi nhan, tất cả mọi thứ rất quen thuộc. Đằng trong này thì cái xe này mình đã giao lên tay khách hàng rồi. Và bên mình hôm nay chỉ có làm thiết kế thêm thôi. Xin lỗi các bạn, đằng sau họ hơi bừa. Đằng sau vẫn là các cái đồ nghề của họ. Đó. Thì bên mình có thiết kế đề can và dán cho họ xong như thế này. Đây, cái này là bên mình tự làm theo yêu cầu của khách hàng. Đấy, thì lúc đầu mình cũng tư vấn rằng là họ sử dụng một cái đề can khác thì trông nó sẽ bắt mắt hơn. Thế nhưng mà theo cái nhu cầu của họ, nhu cầu của sếp họ thì muốn nó làm như thế này. Thì mình cũng xin làm luôn video này để cho các bạn xem. Nếu chúng ta dán full như này vẫn dán được, mình có thể làm được cho các bạn, thậm chí có thể đẹp hơn. Đấy, họ là một trong những cái đơn vị mà bán về các cái máy lọc nước, các đồ điện của Hàn Quốc. Đấy, logo của họ đây, số điện thoại của họ đây. Chúng ta vẫn có một cái xe trên này là dán đề can nhé các bạn. Đấy, dán đề can, sau này mà nó bẩn, như đề can xe máy ấy, sau này mà nó bẩn hoặc là các bạn muốn thay thế, các bạn chỉ cần bóc ra, các bạn thay cái khác vào. Đó, rất quen thuộc thôi, vẫn là một chiếc Đông Ben V2. Đằng trước này là nhìn bề ngoài thì chẳng khác gì BMW cả. Đèn pha bi xe lông, tất cả mọi thứ rất quen thuộc. Đó, cabin cái sản phẩm này thì cũng không có gì khác biệt cả. Vẫn là một cái chiếc cabin mà đầy đủ các cái tiện nghi cho các bác tài xế thôi. Điều hòa hai chiều, kính điện, trợ lực lái điện này, đèn trần, FM radio, mọi thứ rất đầy đủ. Một trong những cái sản phẩm mà có cái khoang hàng cùng với cái khoang cabin đẹp nhất trong các phân khúc. Đấy, thì tổng cái xe này, cả dán đề can, cả thiết kế, cả lên market, nó sẽ mất của mình khoảng 1 ngày rưỡi. Sau đó thì dán nó mất 1 ngày nữa. Dán cái này rất là mất công. Đấy, thì là nếu các bạn muốn làm cái thương hiệu của mình nổi bật, đây, cái xe này nếu mà chạy trên đường các bạn thấy nó, người ta sẽ biết ngay nó là xe gì, nó rất là nổi. Đấy, nếu các bạn muốn làm nó nổi như thế này, muốn nâng cao thương hiệu của các bạn thì gọi cho mình sẽ làm cho các bạn. Kể cả những xe bạn không mua của mình vẫn hỗ trợ được. Đấy, nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm, muốn làm cái sản phẩm của mình như thế này, hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn cho các video lần sau. Chân thành cảm ơn.